Đây. Đi mua nhà cổ. Đây này. Gặp được cái này gọi là cái dương lúa. Dương lúa. Hòm thóc. Mà công nhận ngày xưa nó đóng kỳ công thật đấy. Thứ đi là tranh nhau mà. Tranh nhau luôn, tranh nhau đóng luôn. Đẹp. Nó thỉnh thoảng đi vào trong Nghệ An, Thanh Hóa xem nhà là gặp được cái này là mình vẫn mua. Đấy. Một chiều 1m7, rộng 80. Đấy, đóng rất cầu kỳ luôn. Chưa từng thấy cái dương lúa nào mà đóng cầu kỳ như cái này. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Cho cái đường soi mộng mẹo đẹp tuyệt vời. Đấy. Chiên nhà cổ. Rất là đẹp. Cầu kỳ mà. Mà gỗ lim nữa chứ nhỉ. Gỗ lim nó nặng, nó chắc chắn. Toàn bộ lim hết. Mình hay thích đồ bằng gỗ lim. Đây mà sau của nó đây. Toàn bộ gỗ lim hết. Này nặng chắc chắn. Này mà đánh bóng lên đẹp tuyệt vời đấy. Này đánh bóng lên đẹp tuyệt vời luôn đấy. Này mà đánh bóng lên đẹp tuyệt vời luôn đấy. Sợ nó rơi ra chứ giận à? Đi nó sóc nó rơi ra. À không, chả rơi được đâu. Lành lặn đẹp tuyệt vời. Lâu lâu vui gặp cái này mà mua được chứ giận ạ. Lành lặn đẹp thật. Nhìn đưng, ưng đã nhá. Ưng thật. Quá đẹp. Lắp về cái thi sức này này. Cứ bỏ trong đây này. Trong đấy hết rồi đúng không? Trong đấy. Đấy. Đẹp quá. Này về kê vào nhà cổ hơi bị hợp đấy. Đấy, này duyên sưu tầm để cho anh em thì kê vào nhà cổ. Đẹp tuyệt vời. Đấy nha, chuyên nhà cổ, nhà cũ. Số điện thoại của mình đây. Đấy. Đẹp tuyệt vời anh em.